Tiếp theo mình sẽ học âm U. Thì tới hiện tại mình học được 4 âm là I, E, U và bây giờ là U. Cái 4 âm này thì đều không có trong tiếng Việt, là các phát âm nó hoàn toàn khác luôn. Các bạn phải học kỹ và phải phân biệt rõ ra thì mới đọc đúng được. Và từ đầu tiên. Good. 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 Mình đang học thì mình nên đọc rõ âm cuối ra. Mọi người hay đọc là good đúng không? Mình đọc thử nha. Good. Không nhận diện được chứ. Good. 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 Đấy. Từ thứ hai. Room. R. R. Room. Room. Mọi người âm R nó chu miệng hết cỡ nha. R. Room. Room. Look. 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 Được rồi, mà look nha. Đọc thử nha. Look. Look. Đấy, là ô tô của ô xin look đấy. Là look. 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 Rồi. Cookbook. Này có dấu nhấn từ đầu tiên. Âm đầu tiên. Cookbook. Rồi. Childhood. Childhood. Ch-i-o. Childhood. 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 Wood. Wood. Mọi người đọc là wood đúng không? Mình đọc thử nha. Wood. Wood. Đấy, nào mà đúng được. Gọi là wood. Wood. Đấy. Từ hai từ này là từ siêu khó luôn. Mình học nhiều lần vẫn không đọc được nè. Pull. 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 Rất là khó đọc. Bạn nào đọc được từ này là giỏi đấy. Mình nên đọc nó trong một cụm. Cụm từ thì nó dễ nhận diện hơn. Mình đọc thử. Mình đọc thử nha. Pull. Rất là khó nhận diện được. Thôi, đọc cụm này cho nó dễ đây. Pull it out. Pull it out. Pull it out. Vẫn không đúng. Pull it out. Đấy. Rồi tiếp theo. Push. Push. I'm sorry. Push. Đọc thử nha. Push. Push. Vẫn sai. À, mình đọc cái này đi. I'm sure, các bạn nhớ sure đó nha. Push it out. À, push it down nha. Push it down. Push it down. Đấy. Đây là đúng không? Put. 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 Đó là bút nha. Put. Đấy, âm P bật hơi ra. Cushion. 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 Rồi. Pudding. 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 Rồi. Xong.